Anh em có nhu cầu mua hàng đại chiến hay anh đến shop hải tặc đại chiến.com, shop đích hải tặc đại chiến tự động giá rẻ với những vòng hộp quay, vòng quay hải tặc đại chiến 99k, vòng quay A599k và nhiều phần quà thử vận may. Anh em có nhu cầu hãy đến với shop hải tặc đại chiến.com, link của mình có để ở dưới phần mô tả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình, là mình đây từ đường phố đây giúp người nha. Xin chào tất cả anh em, một game hải tặc đại chiến nhân là mình đây từ đường phố đây giúp bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video thì chúc anh em xem video vui vẻ và rất mong anh em qua trở lại cho kênh một like và một subscribe để cho kênh phát triển hơn nha. Cảm ơn người rất nhiều ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục series anh em mình sẽ mang tới cho các bạn một cái video rơi vào đâu đó hình như là 21 hay 22 cái code các bạn. Đó, ở video ngày hôm nay thì rất là nhiều code luôn. Đó. Ngoài ra thì trước tiên thì tôi muốn trả lời một số thắc mắc. Tôi vừa mới lo công việc xong thì tôi có lên đây và xem được comment của anh em. Thì rất là nhiều anh em vào nói tôi này kia, code thì code là anh nhập rồi các kiểu. Thế tôi nói tôi code tôi nhập làm gì, tôi cho anh em tôi nói cho. Trời ơi, mấy ông vào chậm thì mấy ông phải chấp nhận đi. Anh em muốn có code thì đừng quên đấn đăng ký kênh và chuông thông báo lên. Video tôi thì tôi phát định lại cho anh em nhớ nha, 7 giờ sáng hàng ngày. Đó, 11 giờ 10 phút hàng ngày. Và khung giờ chiều là 3:20 hoặc là 3:30, đó là 3 khung giờ hàng ngày của kênh Tưởng Tượng Đường Phố sẽ ra video tặng code cho anh em. Đó nên là anh em hãy theo dõi video để có thể vào xem sớm nhất và nhận được gift code nha. Vì số lượng gift code có hạn và người xem thì rất là đông, nếu mà anh em chậm tay thì sẽ không nhận được gift code, đó là quy luật đơn giản thôi. Nên là anh em đã vào chậm thì các bạn không nên bảo này kia, trời ơi nhiều ông vào không nhận được code quay sang bảo là code tôi cho là code dởm. Code này code dùng riêng các bạn ạ, nên là các bạn vào chậm thì sẽ không nhận được vậy thôi. Thế nên là anh em muốn nhận code thì đừng quên vote like và đăng ký kênh để vào nhận được video sớm nhất nha. Giờ thì tôi sẽ để lên cho anh em một code đầu tiên sớm ở ngay đầu video luôn. Sau đó sẽ tặng dần trong cái video ngày hôm nay. Code hôm nay thì sẽ hơn là nhiều các bạn nên là tôi sẽ đẩy lên dần cho anh em. Đây, code đầu tiên các bạn. Ok, đây là code đầu tiên nha các bạn nha. Đây tôi ấn đổi này anh em này. Đấy, bạn đã dùng code mưu tặc ở server này, có nghĩa là hôm qua tôi đã nhập pool cái bộ code này rồi anh em hiểu không? Đấy, thế nên là cái code này là hiện giờ chưa nhập này. Đó, bác nào nhập được thì comment cho tôi cái. Đấy, mấy ông mà nhập được thì không có tâm, một tôi cái xem đã nhận được rồi thì comment lên để mấy anh em biết, khác biết. Chứ không nhiều ông cứ vào bảo là tôi nhập mất rồi. Đây, nhập thì đã có quà rồi anh em đấy cả. À, tôi đã nhập full code ở đâu nữa. Còn cái code là tôi chưa nhập đâu. Tôi nhập full hết code rồi nè. Code đây này tôi chưa nhập đâu. Anh em mà chưa nhập thì tranh thủ nhập nhá. Một cái này tôi xem luôn hai cái ngay đầu video luôn. Cái thứ hai anh em này. Ok, đây cái hai anh em nhá. Đây. Đấy, GVK3S2ZNMX D5C5TG. Đó, đây là code thứ hai bạn nhá. Đây. Code này thì là code mưu tặc luôn. Đó, anh em nào nhập được thì comment cho tôi cái. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đi chiến boss anh em ạ. Hôm nay thì cũng chả có gì nhiều. Tôi sẽ đi chiến boss thần thú anh em, làm nốt nhiệm vụ của ngày hôm qua. Của ngày hôm nay. Top 10, top 10. Ui, cái này top 46 à. Cái tem này thẻ, cái tem này tôi thể đánh lâng cú ghê các bạn. Tiếp là xem nào, tôi sẽ ra lâng buget anh em. Hôm nay tôi sẽ lâng buget lên. Lâng buget lên cho nó khỏe các bạn ạ. Ok, thôi giờ chúng ta sẽ đi lâng buget các bạn. Tôi sẽ lâng buget lên cho nó hỗ trợ team thì các bạn. Buget thì cũng ở đâu? Buget là đấu xí mà. N các bạn. Còn N qua tôi hủy hết rồi. N qua tôi hết rồi. What up? Chết rồi, qua tôi lâng N hết rồi anh em. Hay là đẩy đô Flamingo lên nhỉ? Đô Flamingo là bên đấu xí. Chắc giờ tôi đẩy đô Flamingo lên anh em ạ. Lâng thêm một hai cháu nữa để có khả năng ra trận gánh team. Vì cũng đang dư bút 10 sao. Thôi bỏ đi các bạn, bỏ đi. Luôn chiến đi anh em, thẻ tem này xong mình đam này đều nửa này đam xong mình nghe nó yếu ghê các bạn. Để lại xếp lại team anh bô nào, tấn công lại nữa anh em. Đó, làm lại nào. Còn ngoài ra một số anh em bảo là tôi sẽ vote ra đông các thứ thì không, nếu mà được thì tối mai tôi sẽ tổng hợp một số lượng code lớn, nếu mà được thì tôi sẽ lên livestream và tôi tặng trực tiếp anh em trên livestream. Và tôi sẽ tổ chức mini game để anh em chơi livestream nhận được gift code. Đó nên anh em hứng thú thì đừng quên vote like như đăng ký kênh nha. Đó, chứ tôi mà cứ được giải đùm này anh em hay bơ tôi lắm. Nên tôi chấp bê tôi tặng trực tiếp. Đó, anh em là yêu quý tôi. Nhưng bạn mà hãy xem video tôi. Đó, là xem chắc chắn là sẽ nhận được gift code từ tôi rồi. Đó, điều chắc chắn luôn rồi anh em. Đây, hôm nay hình bộ gây được 400 rồi. Đó, hôm nay thì đang có vẻ chuẩn hơn rồi các bạn. Xem nào. Lên top 18 các bạn. Thôi thì cũng được. Rồi, tiếp lại làm tiếp vài code cho anh em. Code nhiều nên tặng liên tục cho nhanh các bạn. Ok, đây tiếp tục mấy code nữa cho anh em nào may mắn nhận được nha. Mà anh em nào nhận được thì vui lòng comment cho tôi cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, các bạn chỉ cần comment là anh ơi em đã nhập được code rồi. Thế là cảm ơn các bạn rất nhiều rồi. Đó, VK4G7EQKSF6B39. Đây các bạn.
Đây là con đèn gậy thời tiết nhá. Đó, anh em nào nhận được thì cho mình một cái comment ạ. Cảm ơn rất nhiều. Ok, đây là câu tiếp theo bạn. Đây là 6DWC4 đấy, 3RX BVIH. Đó, một cốt nữa dành cho anh em. Đó, bạn nào nhanh tay may mắn nhập được thì comment tôi biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Một cốt tiếp theo đây cho các bạn. Ok. Ok, tiếp tục nào anh em. Ta sẽ đến với tem của bên đấu sí các bạn nhá. Tem đấu sí thì tôi đang thiếu mất một cháu. Ok, anh em mai lần sau. Thế này cũng được rồi. Bố già sao? Bố già đang khỏe mà các bạn. Hiện tại bố già đang rất là khỏe luôn. Mà quên, không để đâu Flamingo ra sau. Mình anh ngay được trước cũng được rồi. Hơi phí rồi anh em. Lần này coi như hơi phí rồi anh em. Team này tôi nghĩ là vẫn là đam to nhất là tôi hiện tại. Có lên nào, có lên nào toàn team. Tổng lực toàn team có lên. Bố già gây được bao nhiêu? 700 các bạn, 700 phải không? 751 triệu anh em, 751 triệu điểm sát thương. Ngon. Mấy Dophi nữa, Dophi tới mình hơn 100 nữa. Ngon rồi anh em, lên top 8 rồi các bạn. Đó, ngon lành luôn. Rồi. Bên này 11 à. Xem bên này top mấy? 27 các bạn. Đánh team này đây. Chỉ huy à? Chắc phải lên thêm một chỉ huy nữa anh em. Để xem nào. Ok, trước khi tiếp tục thì lại đây, share thẳng anh em hai cốt. Đây tôi có chuyển sang quay nghe cho dễ các bạn. Đây hai cốt dành cho hai bác may mắn tiếp theo. Cốt thì tôi đảm bảo anh em là vẫn còn dùng được nhá. Nên là bác nào mà đã nhận được thì vui lòng comment để cho anh em khác biết hộ tôi cái. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Để cho tôi có thêm động lực ra các series tiếp theo. Chứ mỗi lần ra cốt mà anh em khác cứ vào nhận không được rồi. Đấy, cứ vào comment bảo là cốt dùng rồi mà cốt không dùng thì buồn thật sự các bạn. Đấy, cốt thì tôi đi săn từng cái một để mang về tặng cho anh em mà anh em lại quay sang bảo tôi này kia. Trong khi bây giờ người ta đang bán âm trên Facebook anh em hiểu không? Mà tôi khuyên các bạn đừng có đi mua nhá. Đó. Thế chỉ có đăng ký kênh dần rồi các bạn sẽ nhận được hết cốt thôi. Đây. Sẽ tiếp cho anh em thêm cái tích cốt nữa nha. Đó, một cái cốt tiếp theo cho một bạn may mắn nữa này. Đó, ok anh em nhập đi. Bạn nào nhập được rồi thì comment cái cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, cho tem tỷ huy ra nào các bạn. Đây, cho tìm tỷ huy ra các bạn. Đây. Tấn công này. Tỷ huy tôi đánh giờ hơi yếu bạn. Cái tem tỷ huy này tôi đánh giờ thấy hơi yếu bạn. Hơi yếu đấy nhờ. Ok, cứ cố gắng dần các bạn. Còn đồ Lamy NV anh em thấy sao? Thì em qua tôi lưng mấy lần một cháu lên E5 mà tôi test thì tôi thấy cũng bình bình thôi. Trai là do tôi chưa lưng đặc thù, lưng hết tài bộ thì tôi biết. Mà tôi lưng thấy tôi thấy cũng như anh em nông dân thôi. Bây giờ anh em cũng lưng được tầm đấy chứ mấy. Tôi thấy cháu nó dễ chết các bạn. Lamy NV dễ chết quá. Đây tôi còn đang có một cháu E1 này. Tôi có thể mang ra trận đâu anh em. Ra trận đánh có được gì đâu mà. Vào quẩy một tí thôi là gặp Dophi này. Nó bổ một cái hoặc là Mỹ Hạo nó chém cái là thôi. Vàng luôn các bạn, bay màu luôn. Không chống đối lại được các bạn. Có đâu lên E5 mang kiên theo thì tôi chưa biết được các bạn. Còn đây anh em trải nghiệm sao? Đấy, vị tướng mới các bạn, Lamy NV. Các bạn cảm nhận thế nào về vị tướng đấy? Cho xin một lần ý kiến các nào. Thật sự tôi là tôi cảm thấy không ok lắm các bạn. Lamy NV là không ok lắm. Top 11, nên đồng máy top 10 các bạn, nên top 10 cũng được. Ok nào, và share cho anh em thêm mấy code nữa nào. Đấy, tiếp tục code nữa anh em nha. Ok, cốt còn hơi nhiều các bạn nên tôi bắt đầu share cho anh em mạnh tay nha. Đây, 3 cốt tiếp theo này. Đó, bạn nào nhanh tay nhập được nào. Đây 3 cốt nha. Đấy, liên tục cốt nhiều luôn. Một lúc 3 người có thể nhận được này anh em này. Đó. Anh em nhập được chưa? Nhanh tay nào các bạn ơi. Nhập nhanh tay nào L2OQ PK A7 TR 5S9. Đấy, SE 8BM 65C 732 WG. Đó. B8L4 KWK BUMX F 5Z. Ok nha. Tiếp tục đây. 3 cốt nữa luôn. Đó, cốt còn hơi nhiều. Hôm nay tặng 2 mấy cốt nên là cốt hơi nhiều. Đoạn này hơi dày. Đặt, bắt đầu anh em dày cốt đoạn cuối sau video. Đó. Ok kia anh em. Đó nhập đi nào các bạn. Đấy, 6E79 Z1 S4 MB 2F U4 KI H5L 9M 8Q CV. Đó, DNZ3 ZQVK 8UH TS69 các bạn. Đó. Tục 6 cốt cho anh em nha. Ok các bạn, đây đã nhận quà về anh em. Đó, chúng ta lại có quà về anh em ạ. Đây. Đó, lại có quà. Quà về anh em. Giờ chắc tôi cứ tích nước mắt Mancherry đây anh em. Tạm thời chắc trước mắt tôi cứ tích nước mắt Mancherry đã các bạn. Còn đâu chưa biết nên chơi cái gì thì cứ để đấy đã các anh em. Nào, có một điểm fan luôn. Làm hết à. Nói chung sự kiện này tính ra cũng ngon nhưng mà tôi thấy quay đi quay lại tôi chả biết chơi gì nữa bạn. Này ngon này, con nấm này. Mốc 22k. Dừng bom. Why? Thề ngon đấy nhờ, tí cái không có không có cửa hàng bán các bạn. Thề có cửa hàng bán nguyên liệu cho con nướng là ngon rồi anh em, đẹp trai không ai que luôn. Tí cái này không có anh em ạ.
Sẽ làm 20 dương túi về hay làm 200 túi nữa thôi, phí các bạn. À bây giờ mua này các bạn này. Hết chưa? Rồi. Rồi ok các bạn. Đây chiến thần thú tôi sắp pull rồi anh em này, còn 2 ngày nữa thôi là tôi pull rồi, trong khi địch khác còn 5 ngày nữa đây. Nhiều bạn các bạn không pull được sao pull được anh em, ăn pull mà, pull thoải mái các bạn tranh thủ mua nhá. Đó. Rồi ok, tiếp tục lại xe 3 cỗ lên cho anh em này các bạn này. Đó, TBIF C7 AZ J82 SE. Đó, KVK C81 AQE L2J7Y7. Và cuối cùng là 1E5MVK2A73RUHG. Đó, đó chân đây cốt dùng riêng anh em ạ, nên là chỉ có một người nhập được thôi. Anh em nào nhập được thì comment cái, còn bác nào không nhập được thì lại đợi video sau là tiếp tục xem video. Còn phần sau sẽ còn liên tục tiếp. Đó. Đây, lại tiếp tục lên tiếp 3 cốt cho anh em luôn. Đó, đây. Đó, anh em nhanh tay nhập nào. Đó, bác nào nhập được thì nhớ comment nhé, để có đứa khỏi anh em nói tôi ạ, buồn thật sự ạ. Đi săn cốt và tặng cho các bạn một cái bị nói này thật sự rất là buồn anh em ạ. Không những đi săn đâu mà tôi còn phải đi xin ạ. Đó, tôi phải đi xin một số anh em săn dư các bạn gửi cho tôi nữa đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành tài trợ kênh, có thêm gift code để tặng cho các bạn trên video. Đó, thế là anh em nhận được thì đừng quên để lại cho kênh một like và một subscribe. Còn đâu anh em mà chưa nhận được thì cũng nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên và ra theo video mới nhất trên kênh để nhận được gift code từ tôi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ giữ thêm 3 giây nữa cho anh em nhập nhá. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Ok, tiếp tục là anh em, chúng ta sẽ đi farm bot chiến hàm nha anh em. Đó, hôm nay thì cũng chẳng còn việc gì nhờ tôi thì đánh gần hết rồi anh em ạ. Đầu tiên tôi sẽ tìm team anh ba anh Bo đi. Cầm theo Dophi Chopper à. Thử Chopper hay là thử chị Đại anh em, hay thử chị Đại đi bút máu xem có ổn không nhỉ? Thôi tìm team ba anh Bo đi trước anh em, một team ba anh Bo một trận xem nào. Bên này anh Bo anh đam được bao nhiêu nào? Đây, em ba anh Bo các bạn, gặp ba anh Bo luôn. Mình có Nami mà búc được anh em giảm các thứ kiểu đồ bạn rồi. Chopper nó búc khiên lên, nói chung là ok anh em, ok luôn, không phải lo lắng. Thổi đào. Úi giời, lên tụi bạn thổi anh em cũng căng đấy. Đấy là đội bạn nghe thổi cũng căng đấy các bạn ạ. À. Trời ơi. Ô. Đẩy phát mấy hiệp 4 anh em ạ. À. Trời ơi. Thế này thì không ổn rồi anh em, đánh team anh Bo này. Toàn quá các bạn. Trời ơi, toàn quá luôn ạ. À. Ok, đây cuối video anh em. Đây cuối video anh em sẽ load cho các bạn các mấy cốt cuối nhá. Đấy, thế là hết cốt của ngày hôm nay. Đó, tất cả cốt của ngày hôm nay đây. Đó, các bạn đến xem có đủ chưa? Lúc đầu tôi share cho các bạn 4 cốt ở trên phần comment nhá. Đây còn lại 2 4 6 8 10 12 14 16, phải không? Đây còn nào? 2 4 6 8 10, 12, 14, 16. 16 14 cốt này nữa là 20 cốt. Ở đâu này là 6 cốt anh em, 16 rồi, là 22 đúng rồi, 22 cốt đây anh em. Đó chuẩn nha. Đó chuẩn 22 cốt không các bạn này, bảo là tôi nó điêu. Đó thì mệt à anh em, đây chuẩn 22 cốt cho các bạn này. Ok, tiếp tục sắp trận này là anh em. Em anh Bo có vẻ đánh cái trận này không ổn rồi các bạn. Một chopper đi theo có vẻ không ăn thua anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cầm theo anh lo. Nó không ổn. Bây giờ là cầm theo Chopper, tiếp anh em Chopper, Robin và Dâu Đen. Tôi sẽ thử team này anh em, xem chị Đại Lamy có đi vào đây có book được không anh em. Đó, để xem anh chị Đại Lamy có book được không các bạn. Cái tô tôi thấy yếu lắm anh em, chị Đại book yếu cực luôn ạ. Không biết anh em cảm nhận nào, tôi thấy chị Đại book yếu lắm. Đó. Khiên nào, đó, Chopper book khiên liên tục anh em, hai Chopper book khiên xem là có cứu ván được tình hình trận đấu này không anh em. Why. Nghe chừng cũng thốn lắm các bạn ạ, à. Khó cứu. Trời ơi, cũng toang lắm anh em, không phải dễ dàng ăn được trận này đâu. Trời ơi. Rồi, à đây rồi anh em muốn lượt rồi, cũng được máu, hồi máu thì cũng được à, cũng ngon, cũng trông vậy. Đấy, bay màu rồi các bạn, vừa nói sang hiệp 4 bay màu luôn rồi. Thôi bố già gây được 500 điểm sát thương thôi, cũng được hai chopper thì bút cứu được tí anh em. Đây là chung thì video tối nay của tôi thì xin phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Các bạn hứng thú với video tặng gift code này, đừng quên bấm like, comment tôi biết thêm nhá. Và tôi sẽ lại cập nhật video tặng gift code cho anh em mới nhất là video tiếp theo trên kênh. Anh em đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận được video mới nhất từ kênh Cực Đường Phố của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Giờ video ngày hôm nay thì xin phép kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Cực Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.